Hello, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em đang lén cho các bạn xem chiếc công nông đầu ngang máy 30 đề nha. Máy 30 đề nha, giang đông. Bình đề mới nè. Cầu trước là cầu 2,5 tấn nha. Đây máy mới lên này, chưa làm gì. Máy chưa bung nha. Bây giờ xe đang chuẩn bị lên sơn cho đẹp. Xe số chiến thắng nhé. Một số chiến thắng. Có bền luôn nha mọi người nha. Lốp trước là lốp 7 nha. Đây là bình dầu bền. Sắc xì quá chắc chắn. Bền thì bền 2 tỷ nữa. Đấy, dàn nít cầm bệ ok. Móc dài 3 mét nữa. Đây, cầu trước cầu sau bằng nhau lên nha, cầu 2,5 tấn chạy đồng tốc nha. Lúc sau lúc 7 toàn thùng đẹp luôn nha. À, lấy trợ lực đàng hoàng nha mọi người nha. Có trợ lực luôn. Đèn đóm các thứ đầy đủ hết nha. Có thang tay luôn nha. Hai số phụ. Đây bình. Bình còn rất ok nha. Số mạnh số cát nha. Đây nhà còn chiếc 2-3 chiếc xe càng cần bán luôn nha. Cần bán với giá bèo luôn. Mấy triệu bạc không có, mười mấy triệu không có. Để đi mua phát điện. Đây anh em nào cần thì cứ liên hệ vào số điện thoại của mình sẽ để trên màn hình nha. Xe rất là đẹp luôn nha mọi người. Này em nghĩ thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình sẽ để trên màn hình. Anh em xem video mình cảm thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của mình nha, để mình còn ra video mới. Xe bán giá bèo luôn nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha.